Còn nhiều địa phương ở huyện Quỳ Châu, Quế Phong của Nghệ An đã bất ngờ xuất hiện trận mưa đá kéo dài hàng chục phút, gây ảnh hưởng đến nhà cửa và hoa màu của người dân. Theo đó, chiều 21 tháng 3, một trận mưa đá xuất hiện tại nhiều xã như Mường Nọc, Châu Kim, Tiền Phong và thị trấn Kim Sơn của huyện Quế Phong. Trận mưa kéo dài khoảng hơn 20 phút kèm theo gió lốc. Các viên mưa đá có kích thước khoảng 2 cm, làm thủng một số nhà dân, gây hư hại hoa màu, cây cối. Ngoài huyện Quế Phong, tại một số địa phương của huyện Quỳ Châu cũng xuất hiện mưa đá, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. Trước đó, ngày 19 tháng 3, tại các xã Hồi Tụ, Bảo Thắng, Mường Lống hay Phà Đánh thuộc huyện Kỳ Sơn đã phải hứng chịu trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút. Các hạt mưa đá có kích thước từ 1 đến 3 cm gây thiệt hại ở nhà cửa, hoa màu, người dân. Ngành chức năng vẫn chưa thống kê hậu quả do các đợt mưa đá gây ra. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi thông báo động đất. Theo đó, trận động đất có độ lớn 3,4 độ Richter vừa xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Và có thể nói chỉ trong tháng 3, nơi đây đã xảy ra đến 36 trận động đất. Cụ thể, vào hồi 4 giờ sáng ngày 22 tháng 3, một trận động đất có cường độ 3,4 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ là 14.852 độ Vĩ Bắc, 108,266 độ Kinh Đông. Độ sâu của chấn tiêu khoảng 8,1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 0. Như vậy, chỉ từ đầu tháng 3 cho đến nay, khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã phải hứng chịu tổng cộng 36 trận động đất. Trong đó có những ngày xảy ra từ 4 đến 5 trận động đất, được ghi nhận vào ngày 8 tháng 3 và ngày 13 tháng 3. Và đây đều là những trận động đất có độ lớn từ trung bình đến nhỏ. Trận động đất mạnh 3,4 độ Richter là một trong những trận động đất mạnh nhất ở chu kỳ động đất tháng này tại khu vực Con Plong, tỉnh Kon Tum. Còn những ngày qua, tại nhiều trường học trên địa bàn của tỉnh Nghệ An đã xuất hiện những đối tượng lạ mặt tiếp cận học sinh ngoài cổng trường rồi lừa cho kẹo, dụ dỗ đón đi. Sự việc đã gây ra tâm lý lo lắng bất an cho các bậc phụ huynh và học sinh trên địa bàn. Phản ánh của nhóm phóng viên tại thành phố Vinh, Nghệ An. Chỉ trong vòng 2 ngày 13 và 14 tháng 3, một đối tượng lạ mặt với nhiều biểu hiện bất thường đã xuất hiện trước cổng trường tiểu học Hồng Sơn, lần lượt tiếp cận hai học sinh lớp 3D để cho kẹo và nước ngọt. Buổi chiều thứ ba tan học là cháu ra đứng ở gốc cây, là có một chú áo đen, mặc quần đen, kính đen, mũ cũng đen và cho cháu hai chai nước ngọt. Ba cái kem mút, cháu không lấy, cháu đã nói là mẹ cháu đứng ở bên kia rồi, xong mà chú lại chạy đi thôi nè. Chú nói cho cháu ba cái kẹo, xong rồi chú nói cho cháu này, xong rồi cháu nói là bố cháu đang đi đến đón, xong chú lên xe chú chạy. Chỉ sau đó 4 ngày, tại cổng trường tiểu học Bến Thủy lại xuất hiện hai đối tượng đi xe máy, che biển số, đã tiếp cận 4 học sinh lớp 2E và một học sinh lớp 2C. Tại đây các đối tượng đưa kẹo cho các học sinh, nói sẽ dẫn sang đường. Khi bị các em từ chối, hai đối tượng đã lên xe bỏ đi. Theo tôi nghĩ thì đây là cũng là cái chuyện mà chưa phải là cái hiện tượng bắt cóc. Bởi vì bắt cóc thì không phải là có cái chuyện như thế này. Bắt cóc tiến về hiện tượng khác, mà đây gọi là cái đối tượng như thế nào thì mình chưa khẳng định được. Nhưng mà cái hiện tượng đấy thì cũng để cho các cái cơ quan chức năng công an họ tìm hiểu điều tra. Được biết, việc các đối tượng lạ mặt tiếp cận học sinh để cho kẹo, nước ngọt đã xảy ra tại 3 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh. Trước hiện tượng này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh đã có văn bản báo cáo Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An, đồng thời có thông báo tới các trường về việc nhắc nhở, cảnh báo và đưa thông tin cẩn trọng, tránh gây hoang mang dư luận. Tuyên truyền nhắc nhở với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm là nhắc nhở học sinh của mình cần có những cái biện pháp để xử lý các cái tình huống khi gặp những cái người lạ mặt. Và thứ hai nữa là nhắc nhở phụ huynh là đón con đúng giờ, với là nhắc nhở đội ngũ giáo viên chủ nhiệm là cần phải có nhiều kỹ năng hơn nữa để quản lý học sinh của mình. Được biết, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Vinh cũng đã làm việc với lãnh đạo nhà trường, các học sinh liên quan để điều tra xem các đối tượng đã tiếp cận học sinh là ai, với mục đích gì.
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhi đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nghi do chó dại cắn. Dù đã hết lòng cứu chữa, nhưng hai bé sau đó đã không qua khỏi. Hai bệnh nhi nhập viện gồm một bé 9 tuổi ở huyện Tân Kỳ và một bé 3 tuổi ở huyện Quế Phong. Trong đó bệnh nhi 9 tuổi được đưa đến bệnh viện trong trường hợp đã tử vong. Còn bệnh nhi 3 tuổi được chuyển đến bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị trong tình trạng suy hô hấp, co giật kéo dài, nhiều đờm rãi, sợ gió và sợ nước. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp nghi bệnh dại. Qua khai thác tiền sử, trẻ thường xuyên tiếp xúc với chó mèo. Sau khi vào bệnh viện, dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng hai bé đã không qua khỏi. Khi bệnh nhân lên cơn dại, tỷ lệ tử vong là gần 100%. Cho tới nay thì bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Và khi bị chó mèo cắn, cào, cần sơ cứu vết thương đúng cách. Và tiêm vaccine phòng dại là biện pháp duy nhất và hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh dại cho người do bị chó cắn. Thưa quý vị, Nghị quyết 30 và Nghị định số 07 Chính phủ ban hành vào đầu tháng 3 được cho đã phần nào cởi trói cho các bệnh viện sau khoảng thời gian bị lâm vào tình thế cấp bách vì thiếu thuốc và thiết bị y tế. Tuy nhiên, theo các bệnh viện, các giải pháp này vẫn chưa đủ vì mới chỉ mang tính ngắn hạn, áp dụng thanh toán bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ thực hiện bằng máy đặt, máy mượn. Và cũng còn những nội dung cần phải có thêm các hướng dẫn thực thi mới có thể xóa bỏ hết được những băn khoăn của người trong ngành y. Khi chính phủ ban hành nghị quyết 30 và nghị quyết 07, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch mời thầu thiết bị, vật tư y tế. Tuy nhiên, nghị quyết mới cho phép chỉ cần một báo giá khi xây dựng giá thầu thay vì ba báo giá như trước đây lại khiến nhiều người băn khoăn. Và nếu không đủ minh bạch, các đơn vị khó tránh khỏi mối nghi lạm dụng chỉ định thầu. Nếu mà mình không có chuẩn hoặc là trong cái quy trình mà mình không thật sự là minh bạch chính xác thì cũng rất dễ bị dính vô cái chuyện mà gọi là chỉ định thầu. Tại vì chỉ có một báo giá của một công ty, hội đồng khoa học công nghệ của bệnh viện sẽ quyết định cái chuyện đó. Thì đây là cái hướng mở. Nhưng mà nếu sau này nhìn lại dưới một cái góc độ khác hoặc là do về cái sự tìm hiểu những cái trang thiết bị khác mà bệnh viện sơ suất không tìm hiểu hết tất cả, do đó khi triển khai thực hiện thì cá nhân của các cơ sở y tế phải rất thận trọng và minh bạch trong cái việc thực hiện cái chuyện này. Theo Nghị định 98 năm 2021 về quản lý trang thiết bị y tế, các linh kiện sửa chữa thay thế cho các thiết bị y tế bị hư hỏng được xem là hàng hóa và phải tuân thủ theo luật đấu thầu. Tuy nhiên, Nghị quyết 30 không hề đề cập tới vấn đề này. Vì vậy, việc ký hợp đồng để bảo dưỡng, sửa chữa hay thay thế khi các linh kiện bị hư hỏng sẽ được thực hiện như thế nào? Đó cũng là câu hỏi nhiều bệnh viện đặt ra trong bối cảnh nhiều thiết bị y tế đang bị hư hỏng, đang phải đắp chiếu chờ. Căn cứ vào các cái quy định, nhưng mà một số quy định thực sự thì cũng cần phải có cái thông tư hướng dẫn kỹ nữa, chứ còn phải hiểu cách làm, cách hiểu nó phải giống nhau thì làm nó mới giống nhau. Do đó nhiều cái đơn vị khi mà nghị định đã ban hành rồi nhưng mà chưa có thông tư thì cách hiểu, thậm chí có thông tư rồi thì cách hiểu cũng khác nhau. Do đó cũng cần phải tập huấn đi, tập huấn lại để cho tất cả mọi người tham gia vào cái việc là mua sắm rồi vận hành. Thí dụ như hệ thống bệnh viện tư nhân thôi, họ có đấu thầu đâu, họ không nhất thiết phải đấu thầu, nhưng họ vẫn phải kiểm soát cái thất thoát khi mà mua sắm, đặc biệt là đối với những trang thiết bị có giá trị lớn. Thế thì chúng ta có rất nhiều cách để kiểm soát, công khai, minh bạch, chứ chúng ta không việc gì lại phải cứ đi vào cái con đường đấu thầu, rồi cuối cùng là chúng ta lại phải là lệ thuộc vào những cái thủ tục. Thì chúng ta phải có một cái sự sửa đổi trong các cái chính sách, trong các cái luật tương xứng để mà có thể là giải quyết được cái tình trạng này. Nhiều cơ sở y tế cũng cho rằng Nghị quyết 30 và Nghị quyết 07 tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc mà các bệnh viện đang gặp phải. Các quy định này cũng chỉ có tính ngắn hạn. Như vậy, để các khó khăn trong đấu thầu sửa chữa mua sắm thuốc và các thiết bị y tế cần có chính sách dài hạn hơn.